Đây một loại trái cây Việt được xuất khẩu sang Úc nhưng với điều kiện vô cùng khắt khe. Bến Tre đột kích quán karaoke vào lúc rạng sáng, phát hiện gần 30 thanh niên dương tính với ma túy. Sau sự việc cha ruột bạo hành con ở Hậu Giang, còn đó nhiều sự việc đau lòng tương tự cảnh báo về nạn bạo lực gia đình đã và đang diễn ra hàng ngày tại miền Tây. Từ sự việc nóng, một sản phụ bị bỏ rơi giữa đường khiến con sinh non tử vong, đến câu chuyện đúng sai, quan niệm bà bầu rất xui xẻo. Chúng tôi vừa gửi đến quý vị những thông tin nổi bật của chương trình Nóng 24 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Và thưa quý vị, tất nhiên sẽ còn nhiều thông tin khác nữa vừa được cập nhật trong suốt 24 giờ qua. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ nội dung nào trong chương trình suốt 30 phút phát sóng. Và đừng quên hệ thống đường dây nóng, điện thoại và Zalo của chúng tôi 0971225053. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đầu tiên của tối ngày hôm nay. Hôm nay thứ bảy cuối tuần, vì thế Diễm Loan xin được mở đầu chuyên mục tin nóng bằng một thông tin rất vui cho bà con nông dân của chúng ta. Thưa quý bà con, theo Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, Bộ Nông nghiệp nước này đã chính thức công bố các điều kiện cho phép nhập khẩu quả nhãn tươi từ Việt Nam. Như vậy là rau, vải, xoài và thanh long, nhãn đã là loại trái cây thứ tư được xuất khẩu sang Úc. Đúng vậy đó Diễm Loan. Và chúng ta có thể thấy là quả xoài sau khi được phép xuất ngoại đã tạo nên thành quả lớn. Nhiều nông dân Việt Nam đã chú trọng hơn đến việc sản xuất cây trồng đạt chuẩn chất lượng cao. Hy vọng rằng với quả nhãn cũng sẽ được như vậy vì điều kiện mà Bộ Nông nghiệp nước Úc đưa ra cũng khá khắt khe. Cụ thể, trước khi nhập khẩu nhãn tươi vào Úc, doanh nghiệp nhập khẩu cần đăng ký giấy phép hợp lệ do Bộ Nông nghiệp Úc cấp. Trước khi xuất khẩu hàng hóa, quả nhãn phải có nguồn gốc sản xuất và xuất khẩu theo hệ thống quy trình vận hành cần thiết để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật và phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc. Trong đó, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật phải ghi rõ các nội dung thông tin trái cây trong lô hàng này được sản xuất tại Việt Nam, phù hợp với các điều kiện nhập khẩu nhãn tươi vào Australia và phù hợp với chương trình xuất khẩu trái cây tươi của Việt Nam vào Úc. Quả nhãn được chiếu xạ với lưu lượng tối thiểu là 400 g, tên cơ sở xử lý và số đăng ký, số thùng trong lô hàng. Đối với vận chuyển bằng đường biển, số container và số niêm phong phải được xác nhận và ghi trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc trên chứng từ thương mại. Nếu được xác nhận trên vận đơn, thì số chứng nhận kiểm dịch thực vật cũng phải được ghi rõ. Bên cạnh đó, trên giấy chứng nhận xử lý bằng phương pháp chiếu xạ phải thực hiện các thông tin như liều lượng chiếu xạ tối thiểu và tối đa, thực tế trong việc xử lý quả nhãn. Đặc biệt, liều lượng hấp thụ tối đa cho quả nhãn không được vượt quá 1 kg, theo quy định của Bộ Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm Úc và New Zealand. Ngoài ra, quốc gia này cũng lưu ý quả nhãn xuất khẩu không được lẫn các chất ô nhiễm. Hàng hóa xuất khẩu phải đáp ứng được ít nhất một trong các phương pháp đóng gói an toàn. Bao bì phải được làm từ vật liệu tổng hợp hoặc vật liệu chế biến cao. Xin được chuyển sang thông tin liên quan đến y tế. Thưa quý vị, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhi bị thanh sắt đâm thấu ngực do rơi từ cây cao xuống. Và thưa quý vị, nguyên nhân khiến cho bé trai này bị nạn là do bé đã chơi trò chơi trốn tìm trong đêm. Và cụ thể thì câu chuyện ra sao, chúng tôi xin phép được chia sẻ với quý vị. Thông tin chúng tôi ghi nhận được là vào đêm 17 tháng 8, bé trai AD 13 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã trèo lên cành cây cao để trốn. Không may bé bị sẩy chân rơi xuống trúng hàng rào phía dưới và bị đầu sắt nhọn của thanh sắt đâm xuyên thấu cơ thể. Rất may là bé đã được các bác sĩ của bệnh viện rút được dị vật ra khỏi cơ thể an toàn. Tin vui là hiện tại sức khỏe bé trai này đã ổn định. Phải nói rằng bé trai này phước lớn mạng lớn so với một trường hợp tiếp theo sau đây mà chúng tôi vừa ghi nhận ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Một nam bệnh nhân ngoài 50 tuổi, trong khi vừa phục hồi sau mổ phẫu thuật lấy sỏi, đã không may tử vong vì sốc thuốc. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 8, bệnh nhân Nguyễn Kỷ, 57 tuổi, xã Tịnh Hà, Quảng Ngãi, bất ngờ tử vong sau khi tiêm thuốc kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Gia đình bệnh nhân hết sức đau đớn và mong muốn làm rõ nguyên nhân, bởi sau ca mổ sức khỏe ông Kỷ bình phục và không có dấu hiệu bất thường. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, ông Kỷ nhập viện và được chẩn đoán bị sỏi đường tiết niệu, sau đó được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chỉ định phẫu thuật lấy sỏi vào ngày 21 tháng 8. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt và được đưa về khoa ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị. Vào sáng ngày 23 tháng 8, ông Kỷ được tiêm kháng sinh theo chỉ thị của bác sĩ điều trị, thì có dấu hiệu sốc, rồi bọt mép, co giật và tử vong ngay sau đó. Nhiều khả năng ông Kỷ tử vong sau khi tiêm kháng sinh là do sốc phản vệ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong. Sở Y tế Quảng Ngãi cũng thành lập hội đồng chuyên môn theo luật khám, chữa bệnh để tra cứu lại toàn bộ hồ sơ bệnh án,
cũng như quy trình điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Kỷ để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Thưa quý vị, hiện nay ở hầu hết các khu chợ có không ít nhà ở của người dân được tận dụng để phân làm kiosk buôn bán và tất nhiên điều này sẽ rất tiện lợi cho công việc kinh doanh. Thế nhưng thưa quý bà con và quý vị khán giả, một khi có rủi ro hỏa hoạn đến thì chúng ta sẽ rất khó ngăn được sức lan tỏa của lửa và mức độ thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Điển hình như là vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối ngày hôm qua ở khu vực chợ trung tâm thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Một căn nhà được chia làm 3 căn kiosk nằm kế bên cột điện đã bất ngờ gặp hỏa hoạn trong đêm và cảnh tượng cháy diễn ra rất nhanh chóng ngay cả khi trời có mưa râm. Phóng viên chúng tôi thường trú tại đây cũng đã có một đêm thức trắng để ghi nhận lại những hình ảnh sau đây. Ghi nhận vào khoảng 23 giờ đêm ngày 23 tháng 8, tại góc ngã tư đường Hoàng Diệu giao với Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường An Bình, khu vực chợ trung tâm thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Trong lúc người dân đang ngủ thì nghe thấy tiếng la hét và tiếng nổ. Nhiều người chạy ra ngoài thì nhìn thấy một trụ điện đang bốc cháy cao cùng với nhiều tiếng nổ lớn. Kế bên là một căn nhà kiêm cửa hàng buôn bán đang bị lửa lớn bao trùm. Chỉ trong vòng 15 phút, ngọn lửa đã nhanh chóng cháy lan. Được biết đây là nhà của vợ chồng ông Sơn, bà Thủy, được chia làm 3 kiosk nhỏ để buôn bán các mặt hàng phục vụ cho đồng nghiệp và sinh hoạt hàng ngày. Vì vụ cháy xảy ra vào giữa đêm khuya, trong lúc chờ lực lượng cứu hộ phòng cháy chữa cháy, người dân xung quanh đã hỗ trợ cầu nối dây bơm nước để cứu hỏa. Một lúc sau, đội cứu hộ cùng lực lượng công an địa phương đã có mặt kịp thời ứng cứu, cố gắng khống chế ngọn lửa từ nhiều phía. Điện toàn khu vực cũng được ngắt để đảm bảo an toàn. Trong lúc nguồn nước không còn nhiều, rất may trời đổ cơn mưa, ngọn lửa đã nhanh chóng được khống chế. Đến khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8, lực lượng chức năng cùng người dân đã phá được phần cửa bên hông nhà và tiến hành di dời đồ đạc bên trong ra ngoài. Tuy nhiên, hai kiosk của gia đình ông Sơn bị thiêu rụi hoàn toàn. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả gia đình ông Sơn đang ngủ trong nhà, nhưng đã kịp thời tháo chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Theo tài liệu thu nhập của công an từ camera an ninh, nguyên nhân vụ cháy là do chiếc bóng đèn phía trước nhà ông Sơn bị chập điện tắt sáng liên tục, dẫn đến cháy nổ xảy ra. Thông tin nóng từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết rằng sáng nay, các lực lượng chức năng phối hợp đã bất ngờ đột kích một karaoke trên địa bàn thành phố Bến Tre. Và thưa quý vị, tại thời điểm kiểm tra, phía bên trong quán này đang có hơn 30 khách say sưa hát hò nhậu nhẹt. Điều bất ngờ hơn cả là hầu hết số khách này sau khi kiểm tra đều dương tính với chất ma túy. Cụ thể, theo ghi nhận, vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 24 tháng 8, lực lượng chức năng phối hợp của Công an tỉnh Bến Tre bất ngờ kiểm tra quán karaoke Úc An 3, ngụ tại khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, do bà Đặng Thị Yến Oanh, sinh năm 1982 làm chủ. Qua đó đã phát hiện bắt quả tang 8 phòng gồm 37 khách đang hát karaoke quá giờ quy định. Trong đó, một số đối tượng có biểu hiện nghi sử dụng ma túy, nên cơ quan chức năng đã tiến hành test ma túy nhanh số đối tượng này. Kết quả cho biết có 26 đối tượng cả nam và nữ dương tính với chất ma túy. Qua kiểm tra các phòng VIP 11, VIP 12 và VIP 13, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ số đối tượng trên, đồng thời tổ chức khám xét quán karaoke Úc An 3 để củng cố chứng cứ, xử lý theo quy định. Sau những thông tin đáng tiếc vừa rồi, chương trình xin mời quý vị cùng đến với một tình huống hy hữu, phải nói là có 102. Chuyện thật như đùa là hai người đàn ông cùng đi lắp biển cổng chào của xã, nhưng không hiểu sao một người lại bị mắc kẹt bên trong thưa quý vị. Và làm sao để người đàn ông này có thể thoát ra ngoài? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của sự việc quý vị nhé. Chuyện thật dở khóc dở cười, hai người đàn ông cùng đi lắp biển cổng chào. Một người chui vào phía bên trong cột giữ thăng bằng cho một người đứng ngoài chút vít. Và cuối cùng sau khi biển được lắp xong thì cũng là lúc người đàn ông này bị mắc kẹt phía bên trong không thoát ra được. Cuối cùng để giải cứu anh, người ta đành tháo ốc vít ra, mở tấm biển cho anh chui từ trong ra ngoài. Mở đầu chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là một tình huống hiện đang gây bức xúc trên cộng đồng mạng. Ghi lại cảnh người mẹ chỉ vì thấy con trai mình bị trách móc chuyện là để tài xế GoViet đợi quá lâu giữa trưa mà không trả tiền. Thay vì lắng nghe và chọn cách cư xử nhẹ nhàng thì không, người mẹ này lại có hành vi côn đồ không thể tưởng tượng được. Mọi thứ chỉ xuất phát từ 6.000 đồng mà thôi. Trước đó, người phụ nữ này đặt tài xế GoViet chở con trai đến nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến nơi do không có tiền trả, cậu bé đã đề nghị tài xế đứng đợi mình vào trong lấy tiền. Tuy nhiên, chờ hơn 20 phút không thấy, tài xế đã nhờ bảo vệ tìm cậu bé và ngỏ ý gặp phụ huynh để góp ý. Khi gặp mặt, người mẹ này cho rằng tài xế đã không có trách nhiệm để con chị đi bộ vào hẻm. Mặc dù tài xế giải thích là cậu bé yêu cầu dừng lại ngoài hẻm, thế nhưng người phụ nữ này lại không đồng ý với lời nói của tài xế và còn hung hăng đập điện thoại di động vào mặt người này gây chảy máu. Vì muốn đi nhanh, một người phụ nữ đã điều khiển xe máy chen lên phía trước đầu xe ben mà không hề biết rằng đây lại là điểm mù. Tài xế xe ben hoàn toàn không hề quan sát được sự hiện diện của cô ta.
người phụ nữ đã tự đẩy mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời quý vị tiếp tục theo dõi đoạn camera rùng mình ngay sau đây. Có thể thấy rất rõ, người phụ nữ điều khiển xe máy này lấn vào làn đường ô tô, cố tình chạy lách qua khe hở giữa các phương tiện xe lớn đang nối đuôi nhau. Bất ngờ, xe ben di chuyển về phía trước, người phụ nữ ngã xuống đường. Quá may mắn khi vị trí ngã của chị không trúng vào bánh xe. Một số người nói đùa rằng thần chết đã tha mạng cho chị này. Bên cạnh những hành động vô cảm của một bộ phận con người thì ở một khía cạnh khác, cuộc sống này vẫn còn đó rất nhiều nghĩa cử đẹp đáng được nhân rộng. Như tình huống mà camera nóng vừa ghi nhận được, thấy người phụ nữ lớn tuổi gặp khó khăn khi đi qua đường, một tài xế container đã nhường đường rồi sau đó xuống dắt cụ bà sang đường an toàn. Hành động đẹp và đầy nghĩa hiệp của tài xế đã khiến cho nhiều cư dân mạng thán phục. Mời quý vị theo dõi nghĩa cử đẹp ấy ngay sau đây. Trong clip, một bà cụ đội nón đứng ven đường dưới trời nắng liên tục giơ tay xin đường để đi bộ qua, trong khi dòng xe đông đúc vẫn tiếp tục di chuyển. Lúc này nhìn thấy cụ bà đứng bên đường giữa trời nắng, tài xế container đã ngay lập tức dừng xe, mở cửa bước xuống dìu lấy cụ bà, đồng thời giơ tay xin đường đối với tài xế xe container khác ở chiều ngược lại. Chiếc xe container ngược chiều cũng ngay lập tức dừng lại nhường đường cho cụ bà đi qua. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Nóng 24 giờ hôm qua, chúng tôi đã phản ánh về vụ cháu Nguyễn Thị Thu Cúc, 6 tuổi ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, bị cha ruột bạo hành hết sức đau lòng. Tuy nhiên, đây không phải là vụ bạo hành trẻ em duy nhất ở Hậu Giang trong thời gian qua. Vậy vì sao có tình trạng này, hậu quả mà các nạn nhân phải gánh chịu như thế nào và hành vi bạo hành trẻ em sẽ bị xử lý ra sao? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau đây của chúng tôi. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích tổn hại sức khỏe của cháu Nguyễn Thị Thu Cúc do bị cha bạo hành là 13%. Bác của Cúc cho biết hiện các vết thương của cháu đã tiến triển tốt, nhưng Cúc vẫn còn hoảng sợ và không muốn về nhà. Được biết hai cha con cháu Cúc rất thương nhau, nhưng không hiểu sao thời gian gần đây, ông Bình nhậu nhiều và thường hay đánh con. Thì thứ năm hồi tuần trước quýnh, rồi có một lần rồi cứ đi ngang gặp quýnh, ôm giò, rồi nó hơi có qua đường quýnh. Không có vụ thì đẹp lắm, mà có vụ vô là ôm trời bằng hột liêu mà, chút xíu mà, không nghĩ là gì đâu. Tại cơ quan công an, cha của bé Cúc, ông Nguyễn Văn Bình khai nhận, không biết chữ, cuộc sống bức bối, nhiều lần đi nhậu về có dùng cây đánh con, nhưng không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Rồi điện đài nhà ta có, nhà mình thì mình đi xin, người này xin người kia kéo dùm mình, không ai kéo dùm mình hết. Thấy cái đó nhiều khi cũng có hơi nhậu vô rồi suy nghĩ, rồi nhiều khi cái đèn pin đi sạc nhờ người ta hấu cho sạc nữa. Rồi em nhậu ít thì nó ấy còn nhậu nhiều, kia muốn con cũng không có nhớ và cảm giác là em chữ ai hay bất cứ làm điều gì em cũng không được nhớ. Trái ngược với hoàn cảnh của ông Bình, Huỳnh Văn Út trú tại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy có điều kiện kinh tế và học hành đầy đủ, nhưng mắc tính gia trưởng. Mỗi khi đi nhậu về, Út thường hay hạ cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con và bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, Út không lấy đó làm bài học. Đầu tháng 5 vừa qua, y đã ôn bài cho cậu con trai 9 tuổi bằng cây và tay đến tận khuya. Không dừng lại, sáng hôm sau, Út tiếp tục dạy con bằng cây khiến cậu bé không chịu nổi, bỏ chạy kêu cứu rồi ngất xỉu. Qua điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam Huỳnh Văn Út về tội cố ý gây thương tích. Những trận đòn roi từ chính các bậc phụ huynh ngay từ khi trẻ còn nhỏ như thế này thực sự đã là nhát dao ghim sâu vào trong tiềm thức của trẻ. Có rút ra thì vẫn còn đó những vết sẹo khó chữa lành. Thì khi trẻ bị bạo hành thì có thể ảnh hưởng nhiều lên thể chất và tinh thần của trẻ. Thì ảnh hưởng trên cái thể chất thì có thể nhẹ thì mình những cái chấn thương xây xát ngoài da, phần mềm. Nặng thì có thể là chấn thương sọ não, gãy xương, vân vân. Thậm chí có trẻ có thể là dẫn đến là tử vong. Còn đối với ảnh hưởng lên cái tinh thần của trẻ thì trẻ sẽ mang cái tâm lý là hoang mang, lo sợ. Lớn lên trẻ sẽ có những cái hành vi có thể hung hăng hơn, hoặc là trẻ sẽ lạm dụng những cái chất gây nghiện như là rượu, chất kích thích, vân vân. Thậm chí có trẻ sẽ bị trầm cảm, có tư tưởng là tự sát luôn. Là dùng vũ lực để tấn công đối với trẻ em, như là đòn roi hoặc là hành hạ những cái khách khác, xâm phạm đến thân thể của trẻ em. Bên cạnh đó thì đối tượng có thể thực hiện dùng lời nói để nhục mạ, để chửi bới, để la mắng trẻ em. Thì hành vi bạo hành trẻ em thì có thể xử phạt hành chính từ 5 triệu đến là 10 triệu đồng. Ngoài ra, nếu trường hợp mà hành vi bạo hành trẻ em mà cấu thành về hình sự thì tùy những mức độ hành vi, tùy vào tính chất của vụ việc mà đối tượng sẽ bị xử lý hành vi liên quan đến tội là cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, hoặc là hành vi ngược đãi con cháu
hoặc hành vi làm nhục người khác, tùy vào mức độ mà nhà nước sẽ có những chế tài phù hợp và sẽ tạo sức răn đe cho đối tượng nhằm làm gương cho kẻ khác. Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cả hai vụ việc trên đều có điểm chung là xảy ra trong thời gian dài mới được can ngăn. Điều này cho thấy bạo hành gia đình có thể ngăn chặn được nếu như mỗi gia đình mạnh mẽ hơn, địa phương sâu sát quan tâm hơn thì không có hậu quả đáng tiếc xảy ra, không có cảnh vợ xa chồng, cha xa con. Kính thưa quý vị, tại điểm này bà con vùng đầu nguồn của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã xuống giống nhiều loại cây trồng đặc trưng trong mùa nước nổi. Thế nhưng, thay vì phấn khởi như mọi năm, người dân lại phải loay hoay tìm mọi cách ứng phó bảo vệ cây trồng. Do là năm nay lũ về thấp và dự báo sẽ muộn hơn nhiều năm, gây ra nhiều khó khăn cho các mô hình nuôi trồng mùa nước nổi của bà con. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình về vấn đề này. Gần chục năm áp dụng mô hình hai lúa một tôm trên ruộng, đây là năm đầu tiên ông Nguyễn Văn Khen ở xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự cảm thấy lo lắng vì đến hiện tại nước lũ vẫn chưa tràn đồng. 400.000 con tôm giống đã quá thời gian ươm một tháng vẫn chưa đưa lên ruộng được. Thì nếu điều kiện mà nước lũ có lên muộn đi chăng nữa thì mình cũng vớt vát lại một phần nào thôi, chứ cũng thiệt thòi về ban cho tôm nó chỗ xào ra là nó hư hết rồi đó. Coi như ban đó là không còn bán được nữa. Nếu điều kiện có nước thì mình là kéo lưới lên, còn nếu mà không có nước thì chịu lỗ thêm khúc nữa, mướn nhân công chi phí á. Chứ giờ mình biết sao giờ thiên nhiên á, trước mắt giờ mình phải làm trước đi. Hàng năm khi bước vào tháng 7, nước nhảy khỏi bờ, người dân Hồng Ngự sẽ tất bật với nhiều mô hình sinh kế mùa nước nổi. Từ đánh bắt thủy sản tự nhiên đến các mô hình sinh kế kết hợp như lúa tôm, lúa cá đồng, lúa sen. Năm nay đến thời điểm này, tất cả các cánh đồng của huyện đều chưa ngập nước. Bà con nông dân nơi đây đang xoay trở để thực hiện những mô hình sinh kế phù hợp. Mà mấy năm trước là có nước mình nuôi cá đồng cho nó bọc bông nước cho nó vô. Giờ năm nay nước nâu cái này là bắt đầu chuyển là trồng bông súng với đường điển sen được để thu nhập hàng ngày. Hiện tại kênh Cội Đại, Cội Tiểu, khu vực đầu nguồn Thường Thới Hậu A, huyện Hậu Ngự, mực nước còn cách mặt đê gần 4 mét. Còn theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh lũ năm nay ở đầu nguồn sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 0,2 đến 0,4 mét. Thì chúng tôi sẽ khuyến cáo cái thứ nhất là bây giờ đối với những mô hình nuôi tôm mà nước nhỏ thì chúng ta phải tăng cường cái hỗ trợ cái oxy cho nó. Có nghĩa là tạo cái oxy cho nó để... Thứ nhất là để con tôm là nó hạn chế được cái đen, cái mang. Cái thứ hai nữa là để bảo quản được cái đầu con của nó, có nghĩa là duy trì đầu con để chờ cái nước nổi lên để mình bung ra. Còn trường hợp khó nữa thì đối với mô hình tôm thì chúng ta phải gian lưới ở dưới kinh để chúng ta cho con tôm nó xuống cái lưới đó để nó tạo lên, nó ra một cái môi trường tự nhiên thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bên cạnh việc ứng phó với nước lũ thấp, hiện ngành chuyên môn địa phương cũng đang tính toán các giải pháp kỹ thuật để hướng dẫn nông dân sản xuất sau lũ. Bởi với mực nước lũ thấp thì dễ xảy ra nguy cơ dịch hại ảnh hưởng đến vụ lúa đông xuân 2019-2020 sắp tới. Đến hẹn lại lên, từ giữa tháng 6 âm lịch đến nay, tại khu vực các tỉnh miền Tây, không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn vì mọi người đang háo hức đón một mùa lũ mới sắp về. Những ngày này, dịch vụ ngư cụ trở nên tất bật không kém. Dù lũ có về chậm một chút, nhưng người dân vẫn kỳ vọng một mùa nước nổi bội thu tôm cá. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận về nghề đang lập lưới ở tỉnh Đồng Tháp, quý vị nha. Bà Đinh Thị Hoàng không giấu được niềm vui phấn khởi vì đến thời điểm này, lập lưới đã bán được khá nhiều. Giá lập tăng hơn năm rồi từ 2-3.000 đồng một cái. Nước cao thì người mua lợp sẽ mua nhiều, mà tiêu thụ cũng nhiều nữa. Tại vì dân của mình nhờ nước không à. Mùa nước nào lên là dân mình mừng lắm. Nước lên đó bắt đủ thứ hết trơn. Nghề đăng lưới đánh bắt cá mùa nước ở đây cũng đang rất nhộn nhịp. Chị Đặng Thị Mơ, chủ một cơ sở sản xuất lưới cho biết, bắt đầu giữa tháng 6 âm lịch, lượng lưới tiêu thụ mạnh, chủ yếu là lưới ba mành và lưới cá linh. Giá cả thì cũng cao hơn năm rồi vậy đó, công nhân tại vì giá cho nhân công nó cũng lên vậy đó, nó có gì giật giá gì nó cũng tăng hết trơn á. Mùa nước nổi không chỉ là mùa nông dân trông chờ, có nước về cho cây trái trổ bông, tôm cá xây trên đồng, mà nước nổi đã trở thành đặc trưng riêng có của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Với những người dân này, tất cả đã sẵn sàng chờ nước đổ về. Thưa quý vị khán giả, hiện nay nhiều người vẫn còn quan niệm sinh dữ tử lành, tức là trên đường gặp đám tang thì mình sẽ gặp nhiều may mắn. Còn nếu như gặp đám cưới thì có nghĩa là mình sẽ gặp nhiều điều xui xẻo, buồn bán thì ấy ẩm. Và cũng chính từ quan niệm mà sinh dữ tử lành đó mà nhiều người vẫn còn cái nhìn khắt khe hơn đối với những người mang thai, thậm chí là họ đang trong cơn chuyển dạ vẫn đành lòng bỏ mặc giữa đường. Và đây cũng chính là câu chuyện tâm điểm trong tuần vừa qua mà chúng tôi muốn đề cập rõ ngay sau đây. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong những ngày qua, dư luận phẫn nộ với câu chuyện tài xế nhạc bỏ sản phụ Vi Thị Yến ngụ ở Bù Đăng, Bình Phước nằm giữa đường, dẫn đến hậu quả là đứa bé trong bụng chị vừa mới chào đời đã phải tử vong do thiếu sự can thiệp kịp thời. Trình bày lý do bỏ sản phụ Yến, tài xế cho rằng do chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, khi nhìn thấy máu thì anh không thể lái xe, tâm lý không ổn định. Và trên thực tế, rất nhiều người vẫn còn quan niệm sinh dữ tử lành, cũng từ đó mà họ có cái nhìn khắt khe đối với những người mang thai. Mấy bà già xưa người ta nói bà bầu đi vô trùng vịt trùng gà chứ vô tầng bậy cũng chết hết nữa. Mấy bà nói là bà bầu không nên đi xuồng ghe, đẻ xuồng ghe là xui, đi xe cũng xui. Hơn nữa, việc bà bầu đi đám tang hay tiệc tùng cũng mang nhiều điều cấm kỵ. Ngày xưa thì người ta cử không cho bà bầu đến những cái đám ma, sợ khí âm ảnh hưởng đến bà bầu. Nhiều khi bà bầu đi tới chỗ đông người á, thì sợ bà bầu bị nhiễm bệnh. Tiệc tùng của đám á, thì chấm kèn rồi này kia sợ ảnh hưởng đến em bé. Theo những ý kiến vừa nêu, vậy có đúng sinh dữ tử lành ra đường gặp bà bầu là xui xẻo, chở bà bầu đi sanh sẽ rước họa vào thân? Theo nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Gia Hiền, những quan niệm trên chỉ là lời đồn đoán truyền miệng mà không có căn cứ. Tại vì người xưa đó cho rằng là tử là may, đi đường gặp đám tang thì người ta cho là may, mà gặp cái người sinh là bất lợi, tại vì xuất phát từ cái quan niệm luân hồi, gặp người chết tức là mình may mắn, người ta sang bên kia người ta ủng hộ cho mình, còn gặp người sinh thì cái thế giới bên này chưa biết thế nào. Đây là cái quan niệm có gốc từ cái bản chất từ Ấn Độ, nó gọi là luân hồi. Cũng theo nhà nghiên cứu văn hóa Vũ Gia Hiền, xuất phát từ nhu cầu cuộc sống ma rủi là một thực tế ở ngoài khả năng kiểm soát của con người, nên người ta đành trông cậy vào những sức mạnh tự nhiên. Và trong quan niệm sống, không tránh khỏi những điều mê tín. Thật sự người ta quan niệm như vậy thì đơn giản thôi, vì cái lợi của họ. Họ nghĩ rằng là mình làm gì làm, như gặp điều gì đấy mình phải may mắn. Và thì họ cứ loại trừ tất cả những cái gì xui xẻo. Thế từ từ cái quan niệm như vậy thì các cụ ngày xưa có nói đến đó là nợ đồng lần, tức là mình gặp cái người chết này thì cái nợ của người chết kết thúc rồi thì mình lại bắt đầu nợ tiếp. Thế còn gặp người sinh thì mình lại bắt đầu nợ từ đầu. Giống như người mẹ sinh ra đứa con đó, thì họ cho rằng đấy là nợ đứa con. Thì cái quan niệm này nó quan niệm là cái thuyết nhân quả của Đạo Phật. Thế tất cả cái này thì họ liên quan đến là một người mang bầu như vậy thì chuẩn bị có một người mới luân hồi sinh ra. Và nếu như mình gặp cái người đấy, biết đâu đấy cái sự luân hồi đấy dính vào mình, thì từ đấy họ sợ. Và cái quan niệm này thật sự là một quan niệm rất là lạc hậu. Chở bà bầu là rước vận xui. Thế nhưng trên thực tế, có không ít bác tài để trở thành bà đỡ bác trắc chỉ, sẵn sàng hỗ trợ các sản phụ chẳng may chuyển dạ giữa đường. Và tin chắc, khi làm việc tốt giúp đỡ một đứa bé được chào đời an toàn, thì đó là một việc làm vô cùng ý nghĩa, giàu lòng nhân đạo. Dưới góc độ văn hóa thì chữ mẫu mà đi liền với chữ tử á, thì nó là cái điều may mắn, là điều đại hỷ. Nhưng mà nhiều người lại có quan niệm là bà bầu là xui xẻo. Cái quan niệm đó là hoàn toàn sai và nó không có căn cứ khoa học. Quan niệm này phải nói thực sự là sai. Sự lạc hậu bao giờ cũng là sai. Nếu cho ta nhìn quan niệm này đúng thì cái người đấy là lạc hậu. Thế thì nhìn cho đúng tức là không phải là nghĩa sinh là nợ, mà chúng ta ngày nay khác hẳn. Sinh tức là một tiếng khóc của trẻ em hạnh phúc cho những người còn lại. Tại vì chúng ta người lớn đều chết trước, nhưng tiếng khóc đấy họ sẽ giúp chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đấy trái đất không còn tiếng khóc trẻ em ra đời thì trái đất lúc là diệt vong. Vì vậy các quan niệm ngày xưa hoàn toàn sai lầm. Và ngày nay ta phải bắt đầu nhìn nhận đúng hơn, khoa học hơn. Trẻ em là một cái gì ước mơ của gia đình,
và ước mơ của mọi người, thì ta không thể nhìn trẻ em sinh ra lại là một cái gì đấy xui xiểm cho ta. Vâng thưa quý vị, Diễm Loan chợt nhớ đến câu nói của Bác Hồ đã trích dẫn trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và thiết nghĩ phụ nữ khi mang thai mang trong mình thiên chức thiêng liêng thì lại càng phải có quyền được tôn trọng và hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Hy vọng rằng cũng từ đây sẽ không còn những quan niệm xui xẻo liên quan đến thông tin vừa rồi nữa. Và bây giờ đã đến lúc Như Nguyễn và Diễm Loan phải nói lời chào tạm biệt quý vị khi thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Kính chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật ấm áp và an lành. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.